thông tin Trần Bắc Hà bị bắt tại Campuchia được đưa ra có thể coi là một thông điệp gửi tới người hùng Kiên Giang là nhất cử nhất động đã và đang bị giám sát chặt chẽ. Có nghĩa là cuộc điện đàm giữa nguyên thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và ông Hun Sen về việc cử trong Nam Trần Bắc Hà đã bị nghe lén. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Trần Bắc Hà bị bắt trên đường trốn sang Campuchia như thế nào. Bài viết được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Đêm ngày 28 tháng 11 năm 2018, dư luận trên mạng xã hội xuất hiện tin cho rằng cựu bí thư đảng ủy, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và ông Trần Lục Lang, phó tổng giám đốc BIDV đã bị phía Việt Nam bắt giữ khi đang ở Campuchia. Song trên thực tế thì chưa hẳn là đúng như vậy. Tin đồn này được cho là có xuất xứ từ nhà báo Mạnh Quân viết trên Facebook cá nhân của mình. Tuy nhiên, vào đầu giờ chiều ngày 29 tháng 11, Facebook cơ nhân Thế Hoàng đã đưa tin với nội dung cụ thể như sau. Về Trần Bắc Hà, nhiều trang mạng đưa tin là ông Hà đã bị bắt ở Campuchia, nhưng thực chất là không phải. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì ông Hà cùng với cộng sự thân tín của mình và hai chân dài bị bắt ở quán phở Lam Kham Park Xe Lào. Những người tham gia bắt giữ đã theo xe của ông Hà từ tỉnh Savanakhet, Lào lên đến thành phố Park Xe. Hai thành phố này cách nhau 250 km. Ngay khi bị bắt, ông Hà được đưa về đại bản doanh đóng ở Lào để khám xét và lấy một số giấy tờ cần thiết. Sau đó, ông ta được di lý về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lai Quảng Trị lúc nửa khuya. Sáng nay trong chuyến bay sớm từ Huế ra Hà Nội, Trần Bắc Hà đã có mặt trên chuyến bay sớm đó cùng với những người áp tải ông ta. Được biết, người đi cùng với chùm tài phiệt Trần Bắc Hà khi bị bắt là ông Trần Lục Lang, phó tổng giám đốc BIDV, người được xem là cánh tay phải của Trần Bắc Hà. Nhà báo Phạm Việt Thắng cũng cho biết, bác Hà ăn lòng lợn trước khi nhập kho. Lúc 5 giờ 30 phút sáng nay ngày 29 tháng 11, người, nhiều người dân thấy Trần Bắc Hà xuống xe cùng với một số đồng chí công vụ vào quán lòng lợn bà Đức ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu ăn sáng. Như vậy có thể hiểu, Trần Bắc Hà được dẫn giải từ Campuchia về Lào, rồi từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ. Nghĩa là xe chở Bắc Hà đã đi thâu đêm để kịp ra Hà Nội làm các thủ tục tố tụng. Và nghĩa là nghe anh ta đã rất vinh sự được mời anh Trần Bắc Hà bữa lòng lợn trước lúc anh ta nhập kho. Tuy nhiên, việc nhà báo này cho rằng, có thể hiểu Trần Bắc Hà được dẫn giải từ Campuchia về Lào, rồi từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ. Không phải là chưa chính xác. Xong cũng có thể hiểu là Trần Bắc Hà và Trần Lục Lang được đưa đến đích cần tới. Trước đây, theo nhà báo Lê Hồng Hà cho biết, tại bản kè huyện Bắc Xe, tỉnh Champasak, Nam Lào, Trần Bắc Hà và những người thân đã thuê một biệt thự có diện tích 1.000 mét vuông để ở, làm việc mỗi khi sang Lào. Xong, từ tháng 5 năm 2018 đến nay, khi cảm thấy không an toàn, thì căn biệt thự này đã được đổi biển hiệu, không còn người ở. Người ta cho rằng có lẽ Trần Bắc Hà đã nhanh chân cao chạy xa bay hoặc là đi chữa bệnh như thông tin trước đây. Sự hiện diện của chùm tài phiệt Trần Bắc Hà không chỉ ở lĩnh vực nông nghiệp như nhiều người biết đến mà ít ai biết rằng ông Trần Bắc Hà còn đầu tư với ngân hàng tài chính tại Lào, mà Ngân hàng Lào Việt Banh. Những cái đó đã giúp cho ông Trần Bắc Hà có một ảnh hưởng lớn đối với các quan chức cao cấp ở Lào. Điều này cũng có nghĩa nhà nước Lào sẽ đảm bảo vấn đề an toàn cho ông Trần Bắc Hà như cam kết. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, nhiều người thân quen với ông Trần Bắc Hà cho biết có nhiều động thái cho thấy Trần Bắc Hà đang chuẩn bị chạy sang Campuchia để trú ẩn. Vì sự ảnh hưởng của Việt Nam đối với Lào dù đã giảm sút đáng kể, nhưng vẫn không tệ bằng Campuchia của Thủ tướng Hun Sen hiện nay. Nếu ở Campuchia thì ông Trần Bắc Hà sẽ được bao bọc an toàn hơn. Mặt khác, quan hệ giữa Hun Sen và Ba Dũng vẫn giữ được không khí nồng ấm vốn có từ trước tới giờ. Nó khác hẳn quan hệ của Hun Sen với nhà nước Việt Nam hiện nay dưới thời của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Việc hai ông Trần Bắc Hà và Trần Lục Lang bị cảnh sát Lào dưới sự chỉ đạo của An ninh Việt Nam bắt tại quán phở Việt Nam Lam Kham cùng với hai em chân dài tại thành phố Park She, một địa điểm chỉ cách biên giới Campuchia hơn 50 km. Điều đó đã cho thấy Trần Bắc Hà vẫn rất khỏe mạnh, chứ chẳng bị ung thư gan giai đoạn cuối như đồn đoán và vẫn rất ung dung tự tại trên đường di chuyển sang Campuchia. Thông tin Trần Bắc Hà bị bắt tại Campuchia được đưa ra có thể coi là một thông điệp gửi tới người Hùng Kiên Giang là nhất cử nhất động đã và đang bị giám sát chặt chẽ. Có nghĩa là cuộc điện đàm giữa nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Hun Sen về việc cử trong nom Trần Bắc Hà đã bị nghe lén. Sau khi bị bắt, ông Trần Bắc Hà được đưa về thành phố Sa thủ phủ miền trung Lào, là nơi ta lúc cuối cùng để thực hiện việc khám xét và được đưa bằng đường bộ về Việt Nam qua cửa khẩu La Lai, Quảng Trị để về Huế trước khi di lý ra Hà Nội. Ông Trần Bắc Hà được mệnh danh là kẻ dưới một người trên vạn người. Ông này từng được ví là phó thủ tướng thứ nhất dưới thời Ba Dũng làm thủ tướng. Thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình và bộ trưởng Đinh La Thăng thời ấy sợ Trần Bắc Hà như sợ cọp vì cái uy của Ba Dũng. Dưới thời của Ba Dũng, Trần Bắc Hà đã có công xây dựng tỉnh Bình Định trở thành một pháo đài vững chắc của gia tộc Ba Dũng tại Trung Nam Bộ. Việc quý tử của Ba Dũng là Nguyễn Minh Chiết về làm bí thư tỉnh đoàn Bình Định để nhằm nhe chiếc ghế ủy viên Trung ương dự khuyết, hay là việc nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu tại đại hội 12 với lý do già rồi là những minh chứng rõ rệt nhất. Vì thế, động thái tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt bằng được Trần Bắc Hà cũng chỉ vì mục đích xông thẳng vào biệt thự trên đường Nguyễn Đình Triệu, thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì thế, Trần Bắc Hà là người duy nhất nắm trọn bộ mọi bí mật cao cấp nhất, có thể giúp cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tù. Anh ba kiên giang lại mất ngủ nữa rồi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Trần Bắc Hà bị bắt và hồi tố thời hậu quang. Bài viết đã đăng trên trang Kali Today. Ngày 28 tháng 11 năm 2018, một Facebooker có nick là Phạm Việt Thắng đã đưa tin hàm ý về việc Trần Bắc Hà đã bị bắt tại Campuchia. Facebook Phạm Việt Thắng đã nổi lên trong thời gian gần đây về quan điểm ủng hộ nhiệt thành công cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí gần đây, Facebook Phạm Việt Thắng còn vượt hơn cả Facebook Trương Huy San và Facebook Lê Nguyễn Hương Trà về tin nội bộ. Cứ xét theo cách đưa tin của Phạm Việt Thắng cùng với một số tờ báo nhà nước, sẽ không quá võ đoán để cho rằng Trần Bắc Hà rất có thể đã bị bắt thật. Nhìn lại năm 2017, Trần Bắc Hà là một nhân vật gây sóng gió trên thương trường Việt Nam, không chỉ bởi những vụ làm và ăn khổng lồ, mà còn bởi từ mấy năm qua, nhân vật này mang tần suất được đồn đoán bị bắt thuộc loại cao nhất thậm chí còn cao hơn cả một đồng nghiệp của ông ta là cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình, người hiện nay đang nghiễm nhiên nằm trong Bộ Chính trị và giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 9 tháng 8 năm 2017, Huy Đức tức là Trương Huy San ngẫu hứng đăng một status trên Facebook của ông ta với tựa đề vỏn vẹn Bắc Hà. Tôi chẳng viết gì về chuyện Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển bị công an bắt hoặc có thể bị bắt. Huy Đức chỉ mô tả kèm hình ảnh, tức là trong bức ảnh ở Bogaya, Ấn Độ, khi xếp bằng dưới gốc bồ đề, nơi được cho là Phật tổ từng ngồi. Bác Hà là người duy nhất có dáng điệu rúm ró khác thường. Đây là giai đoạn mà ở quốc gia này, Bác Hà chỉ dưới ba dũng và hách dịch với phần còn lại. Vậy nhưng khi đối diện với thần linh, thì nhìn ông ta vô cùng sợ hãi. Cùng ngày, chỉ số chứng khoán Việt Nam lao dốc đến hơn 2%. Một sự trùng hợp đáng điên đảo đối với ông Trần Bắc Hà là vào tháng 8 đó, thời điểm có tin đồn ông Hà bị bắt lại ứng với tháng 8 năm 2012 khi một đại gia ngân hàng là Bầu Kiên bị bắt thật khiến cho thị trường chứng khoán lao sốc không phanh trong suốt mấy phiên. Trước khi bị bắt vào năm 2012, Bầu Kiên cũng vài lần bị tin đồn và cũng có quan chức đứng ra thanh minh rằng không có chuyện bắt ông Nguyễn Đức Kiên. Ngay trước khi Trầm B bị bắt vào đầu tháng 8 năm 2017, cũng có tin người lề cho biết Trần B đã thoát. Trần Bắc Hà biến mất. Trong phiên tòa năm 2017, xét xử phạm công danh và ngân hàng xây dựng cùng vụ thất thoát lên đến 6.000 tỷ đồng. Trần Bắc Hà bị triệu tập nhưng đã không có mặt. Nhiều tờ báo ngay lập tức đã tỏa ra săn tin về ông Hà. Báo thanh niên đã tìm đến cả hai nơi ở của Trần Bắc Hà, ở Hà Nội và ở Sài Gòn. Nhưng chính quyền địa phương những nơi này đều không biết ông Hà ở đâu. Sau đó, và có vẻ cực chẳng đã, một nguồn tin nào đó trong nội bộ đã phải nhờ đến báo chí đăng tải về ông trần bắc hà nguyên chủ tịch hội đồng quản trị trưởng phân ban rủi ro ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv đang điều trị ung thư gan có dấu hiệu tái phát tại singapore có đơn xin vắng mặt nhờ luật sư tham gia tố tụng tại tòa hầu như rất khó để biết được trần bắc hà có bị bệnh thật hay là không cho dù hội đồng xét xử vụ phạm công danh đã thông báo là có nhận được bệnh án của ông hà khi đó lại nổi lên đòi hỏi từ phía viện kiểm sát chứ không phải cơ quan điều tra của Bộ Công an về việc ông Trần Bắc Hà phải về hầu tòa. Sau thanh niên, đến lượt báo tuổi trẻ làm nghiệp vụ thám tử tư đi điều tra về việc Trần Bắc Hà thực sự đang ở đâu. Theo người đại diện của ông Trần Bắc Hà, hồ sơ tài liệu chứng minh Trần Bắc Hà đang nằm viện tại Singapore, bản sao hộ chiếu chứng minh ông Hà đã nhập viện tại Singapore sẽ được nộp vào ngày 15 hoặc là ngày 16 tháng 1. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều ngày 13 tháng 1, nguồn tin của tuổi trẻ online cho biết, theo cơ sở dữ liệu của cơ quan chức năng Việt Nam, Trần Bắc Hà đang có mặt tại Việt Nam. Theo nguồn tin này, dữ liệu quản lý của cơ quan chức năng cho thấy lần cuối cùng Trần Bắc Hà làm thủ tục xuất nhập cảnh là tại cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum, Giáp Ranh với Lào, vào đầu tháng 11 năm 2017. Từ đó đến nay, dữ liệu chưa ghi nhận Trần Bắc Hà làm thủ tục xuất cảnh ra nước ngoài. Báo tuổi trẻ tạm kết luận, trong khi người đại diện của Trần Bắc Hà thông báo với tòa, ông Hà đã nhập viện tại Singapore, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho thấy ông ta chưa xuất cảnh. Nếu quả đúng có một mâu thuẫn lớn giữa lời giải trình của người đại diện của ông Hà với thực tế Trần Bắc Hà chưa xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 11 năm 2017. Một sự thật kinh khủng đang xảy đến là Trần Bắc Hà đã xuất cảnh lậu sang Singapore để chữa bệnh, hoặc là ông Hà vẫn còn nguyên trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không ai biết ông ta đang ở đâu. Sẽ rất vô lý nếu cho rằng Trần Bắc Hà phải xuất cảnh lậu sang Singapore với nhu cầu chữa bệnh ung thư gan, bởi đây là một nhu cầu thường được cơ quan chức năng ưu tiên xem xét giải quyết. Vào tháng 10 năm 2017, cơ quan điều tra Bộ Công an từng có kiến nghị đề nghị kiểm điểm và xử lý kỷ luật Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng BIDV liên quan đến vụ án phạm công danh. Cơ quan điều tra nhận định các cá nhân này có sai phạm trong việc cho phạm công danh vay tiền, nhưng kết quả giám định cho thấy BIDV không có thiệt hại xảy ra, nên các cá nhân tại BIDV không phạm tội vi phạm quy định về cho vay. Nếu dựa vào kiến nghị này, ông Hà chẳng có lý do nào phải quá lo ngại và có thể thoải mái làm thủ tục chính thức xuất cảnh đi Singapore mà không cần phải trốn chui trốn nhủi qua ngã biên giới Việt-Lào hoặc là Việt-Trung. Khi đó trong dư luận đã nổi lên những dấu hỏi nếu quả thực Trần Bắc Hà vẫn còn ở Việt Nam, thì tại sao ông ta không lên tiếng, không trả lời cho tòa án? Phải chăng đây là thái độ cố ý lánh mặt? Từ ngữ nhẹ nhàng chỉ sự vắng mặt cố ý của ông Trần Bắc Hà, nếu không nói là hành động trốn tránh. Cơ quan hay những cá nhân nào đã giúp cho ông Trần Bắc Hà ẩn nấp ở một chỗ nào đó trong lãnh thổ Việt Nam? Trần Bắc Hà trục với ai? Trần Bắc Hà không chỉ là một đại gia mà còn là một chính trị gia, hiểu theo một cách nào đó và đương nhiên đã biết được không ít tin tức cung đình, đặc biệt là những tin tức liên quan đến an nguy của mình. Rất có thể vào nửa cuối năm 2017 và đặc biệt là sau khi Đinh La Thăng bị bắt, ông Hà đã nắm được một sự nguy hiểm nào đó sẽ xảy đến với mình. Và thời còn là lãnh đạo cao nhất của ngân hàng BIDV, Trần Bắc Hà lại rất được lòng ngân hàng nhà nước Việt Nam của Thống đốc Nguyễn Văn Bình, người được xem là cánh tay mặt của Nguyễn Tấn Dũng nếu đại gia ngân hàng trầm b là người được xem là tay hòm chìa khóa của nguyễn tấn dũng nguyễn văn bình thì trần bắc hà cũng được xem là có mối quan hệ rất đặc biệt với nguyễn văn bình thời ông ta còn làm thống đốc ngân hàng nhà nước nói cách khác có thể ví trục nguyễn văn bình trần bắc hà với trục nguyễn tấn dũng trầm b nhưng khác hẳn vẻ kín đáo khôn ngoan của nguyễn văn bình trần bắc hà lại nổi tiếng là một tay anh chị ngạo mạn và thô lỗ và thượng đội hạ đạp nhiều tai tiếng đã đi kèm với nhân vật này như chửi bởi cấp dưới, hành hung người khác ngay giữa chốn đông người. Sau khi Trầm B bị bắt và một cựu ủy viên bộ chính trị như Đinh La Thăng còn phải ra tòa với hai bàn tay bị tra vào cổng số 8. Cơ may cho Trần Bắc Hà, quả thật là rất mong manh. Theo đó, ông Hà có thể bị xem xét và xử lý quá trình ông đã trở thành một mắt xích trong mạng lưới làm ăn phi pháp của một số quan chức cao cấp như thế nào kể cả là những việc liên quan với gia đình thủ tướng thời trước là Nguyễn Tấn Dũng ra sao. Tự nhiên lắng bặt. Đến cuối tháng 5 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận những vi phạm của đồng chí Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng. Trong số những nội dung vi phạm của kết luận trên, có thể cho rằng vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng xây dựng mới là nội dung trọng yếu. Và hẳn là mục tiêu trọng yếu mà Nguyễn Phú Trọng khi đó mới chỉ là tổng bí thư mà chưa thành tổng Chủ muốn nhắm đến. Và từ đó, dư luận một lần nữa xôn xao tin đồn về việc sắp bắt Trần Bắc Hà gần một năm sau vụ đại gia Trầm B bị bắt. Kết luận những vi phạm của đồng chí Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở đường cho công đoạn tố tụng hình sự đối với ông Hà. Trần Bắc Hà, người được xem là chỉ dưới anh ba x nhưng trên vạn người có thể bị bắt bất kỳ lúc nào nếu ông ta còn ở Việt Nam. Nhưng sau một thời gian ồn ào, bà chỉ láng bạt vụ Trần Bắc Hà biến mất và cũng chẳng còn đồn đoán nào về việc Trần Bắc Hà sắp bị bắt. Bầu không khí lắng động như thế cứ âm ỉ suốt từ giữa năm 2018 cho đến gần đây. Thậm chí trong thời gian đó, có tin về việc Trần Bắc Hà vẫn đang ung dung ở đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam. Hồi tố thời hậu quang Chiều muộn ngày 29 tháng 11 năm 2018, tức là chỉ một ngày sau khi Facebook Phạm Việt Thắng đưa tin hàm ý về vụ bắt Trần Bắc Hà và báo chí nhà nước xôn xao bắt ý tin này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố chính thức việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang, cựu phó tổng giám đốc, Kiều Đình Hòa, cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh, Lê Thị Vân Anh, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh. Đây là vụ hồi tố thứ ba kể từ sau cái chết của Trần Đại Quang vào tháng 9 năm 2018. Không biết vô tình hay hữu ý, chỉ sau sự kiện chủ tịch nước Trần Đại Quang chẳng may qua đời, dù đã được tận tình cứu chữa hàng loạt vụ việc mà trước đó tự như bế tắc và chìm xuồng như vụ nguyễn hữu tín phó chủ tịch thành phố hồ chí minh vụ thế lực và đường dây nào bảo kê cho trịnh xuân thanh bỏ trốn ra nước ngoài và mới đây nhất là vụ trần bắc hà mới được hồi tố nguyễn hữu tín chính thức bị bắt người đầu tiên trong đường dây trịnh xuân thanh là đường hùng cường cũng vừa bị bắt còn bây giờ là trần bắc hà trần bắc hà là một trong số ít thủ hạ đắc lực cuối cùng của nguyễn tấn dũng bị chiếu có lẽ số phận của hà sẽ không thể khác số phận của chấm B.